Đối với mỗi đoàn viên thanh niên, ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Khi trở thành đảng viên, từng đoàn viên thanh niên ý thức sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm trong công việc và lối sống, gương mẫu đi đầu tham gia xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh. Sinh năm 1992, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng bác sĩ Trần Bảo Châu ở khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế BKMS đã có 9 năm tuổi đảng. Tinh thần tận tâm tận tụy, hết mình trong công việc và tấm lòng yêu thương chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ Châu đã trở thành tấm gương sáng tại bệnh viện. Đặc biệt, giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đợt thứ tư bùng phát mạnh tại Bình Dương, bác sĩ Châu xông pha trực chiến ngày cũng như đêm, góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Tôi đã tham gia trên khá nhiều các mặt trận, đó là hỗ trợ các khu cách ly trường học, cũng như là hỗ trợ điều trị và hỗ trợ công tác hậu cần, đồng thời cho cả Bệnh viện Dã chiến Hồi sức cấp cứu Bình Dương, cả Bệnh viện Dã chiến số 1 Bình Dương. Anh Nguyễn Hoàng Lâm, Bí thư chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, vinh dự kết nạp đảng năm 2017. Thuộc thế hệ 9X, anh Lâm luôn gần gũi, lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên công nhân tại công ty. Từ đó đề ra nhiều ý tưởng hay giúp phong trào của chi đoàn mang tính thiết thực, lan tỏa và đồng hành cùng sự phát triển của đơn vị. Chính nhờ sự hiệu quả trong hoạt động nên chi đoàn của anh được chọn là đơn vị điểm ngoài quốc doanh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2024 cấp tỉnh và trung ương. Em cũng cố gắng để nâng cao trình độ chuyên môn học vấn và các vấn đề chuyên môn về đoàn thể và luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Lực lượng trẻ có trình độ và có suy nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm thì điều đó làm cho cái doanh nghiệp nó phát triển mạnh hơn và cái chi bộ ngày càng vững mạnh hơn. Vẫn còn rất nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu đang cống hiến trí tuệ, kiến thức chuyên môn và trái tim nhiệt huyết vì cộng đồng. Họ là những bông hoa đẹp trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường sức chiến đấu và xây dựng đảng thêm vững mạnh. Trên tinh thần, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Các đảng viên trẻ vừa kế thừa giá trị của thế hệ đi trước, vừa mạnh dạn đổi mới tư duy, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập cùng thế giới.